anh em muốn rời khỏi quân đoàn thì anh em bấm vào quân đoàn này. Rồi, anh em nhìn bên bên dưới cái chỗ mà ô chat đấy, có một cái biểu tượng danh bạ, anh em bấm vào. Rồi, bên phải nhân vật của anh em có cái nút đăng xuất đấy, anh em bấm vào. Bạn muốn rời khỏi quân đoàn, hãy chọn cẩn thận, bấm đồng ý nhé. Rồi, vậy là anh em đã rời khỏi quân đoàn rồi. Còn bây giờ, anh em muốn vào lại một cái quân đoàn khác thì anh em cũng vào chỗ quân đoàn. Nếu anh em muốn vào bất kỳ thì anh em bấm vào nhanh. Còn không thì anh em đi tìm nhé, anh em bấm vào bảng xếp hạng. Tìm xem cái quân đoàn nào mà nó yêu cầu mình anh em đủ level thì anh em vào. Ví dụ quân đoàn này 46/48 nhưng mà nó yêu cầu là cấp 33 mới được vào. Quân đoàn này thì nó yêu cầu là cấp 35 mới được vào. Còn quân đoàn này thì đủ điện yêu cầu thì anh em bấm xin vào. Sau đó là chờ cho cái trưởng quân đoàn xác nhận là anh em vào được quân đoàn thôi.